Tháng 6 năm nay, cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh quốc nên hay không ở lại khối EU mới diễn ra. Nhưng các hệ thống ngân hàng tại Anh đã sớm tỏ ra không mấy lạc quan trước viễn cảnh này. Mới đây nhất, Ngân hàng Trung ương Ương Anh Quốc BOE đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gặp khó của các hoạt động cho vay tại nước này nếu kịch bản Brexit xảy ra. Cuộc trưng cầu dân ý về tương lai đi hay ở của nước Anh tại Liên minh châu Âu EU sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Theo ngân hàng trung ương Anh quốc BOE, việc người dân Anh gật đầu với việc nước này rời khỏi EU sẽ mở đường cho nhiều kịch bản xấu về rủi ro của các hoạt động tín dụng trong nước. Dự báo được BOE đưa ra dựa vào bản báo cáo mới nhất hồi tháng 11 năm ngoái về những dấu hiệu bất ổn tài chính tại Anh. Theo đó, bất ổn gia tăng và kéo dài có thể sẽ làm đồng bảng Anh tiếp tục rớt giá, cũng như ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động cho vay tại nước này bên cạnh đó các nhà hoạch định chính sách của boe cũng cảnh báo nếu kịch bản brexit xảy ra thâm hụt tài khoản vãng lai của anh có thể càng trầm trọng điều đó khó tránh khỏi làm tăng chi phí đi vay của chính phủ doanh nghiệp và các hộ gia đình boe cũng lưu ý rằng nếu nước anh rời eu tác động của nó sẽ lan sang cả khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone làm gia tăng các rủi ro tài chính đồng thời có thể làm giảm đà tăng trưởng trong khu vực này